Mình chào các bạn. Hôm nay là một ngày cực kỳ bận rộn của cửa hàng xe Mai Duyên ha. Đây là phía sau kho xe 50 đang có khách ở trỏng nè các bạn. Mình khoe xíu nha. Rồi. Ha. Và đây là kho xe nhập cũng đang có khách ở trong này. Và tất nhiên rồi, bây giờ đang là buổi chiều rồi nha, nhưng mà khách vẫn đến cửa hàng mình rất là đông. Mà các bạn biết không? Quay Thái là một dòng xe mà mình bán cực kỳ chạy. Không phải vì sale giá quá tốt, mà tại vì nó rất nhiều những cái mà cách thức khác nhau. Giá tốt là một chuyện thôi ha, mẫu mã nhiều, đa dạng, dễ lựa, dễ chốt, và ship toàn quốc, hỗ trợ phí ship cực kỳ ưu đãi. Đó là những gì mà cửa hàng Mai Duyên đang cố gắng mang đến cho các bạn từng ngày. Hôm qua các bạn biết không, hồi sáng mình quay là một cặp xe quay Thái bán ha, chiều lại một chiếc á, là khách đang nổ máy và chạy về. Song song đó, bạn Duy, một nhân viên cửa hàng, chốt tiếp tục 4 xe nữa là 5-7 rồi. Tối lại mình livestream bán tiếp 5 xe nữa, tức là một ngày hôm qua bán bao nhiêu xe là 12 xe. Trong một ngày thôi bán liên tục 12 xe quay Thái, mà mỗi ngày các bạn thấy là mình vẫn đang đều đều, không phải một xe nữa mà tới hai xe, ba xe, hai xe, ba xe liên tục như vậy. Và kỷ lục ngày hôm qua ghi đạt được tại cửa hàng Mai Duyên là 12 xe quay Thái. Đúng rồi, 12 xe nha. Và bây giờ đang là buổi chiều rồi, nhưng mà hiện tại là khách vẫn rất là đông. Từ trước ra đến đằng sau nha các bạn. Về dòng xe quay Thái nói riêng, tất cả những dòng xe nhập nói chung là bên mình đều mang về rất là nhiều. Ví dụ như là đây, một dàn cúp từ cúp Nhật, cúp châu Âu, cúp Việt Nam, cúp Thái Lan đều có hết ở đây các bạn. Thì quay Thái cũng vậy. Hiện tại là bên mình vẫn đang mang về rất là nhiều dòng xe quay Thái để phục vụ cho các bạn. Ví dụ như đây là một chiếc nữa nè. Thường là mang ra đây là khách chốt đó các bạn. Đây là phía trước. Bây giờ là ngớt ngớt khách rồi ha. Hiện tại là chỉ còn xe ở lại thôi. Còn người các bạn ha, là khách đến từ nhiều phương tiện khác nhau, từ là đi xe máy, cho đến là đi xe ô tô xuống nha các bạn ha. Như thấy ở đây và phía trước cửa hàng Mai Duyên đây, địa chỉ là ở số 67 đường ở Chợ Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha. Đây đó, kế bên trung tâm chợ Mỹ Xuyên luôn ha. Thì ngày nào mình cũng là bán đi liên tục, bây giờ không phải một ngày bán hai xe nữa. Đây phía trước nè, quay 110 cọc. Như vậy là quay 110 này á, là khách cọc vào ngày hôm qua là ngày 10 tháng 10 nữa các bạn, một cặp này. Tại vì bạn Duy chốt tới 4 xe lận trong một ngày luôn nha, chốt một lúc 4 xe. Và bên mình hiện tại là có 4 bạn nhân viên đều là ship, là chốt vừa Super Cup vừa quay Thái nữa các bạn. Và mình lập lại lần nữa, kỷ lục được xác lập vào ngày hôm qua, ngày 10 tháng 10 là một ngày rất là đẹp. 12 xe, để mình nhớ lại xem nha. Hai chiếc là buổi sáng mình quay nè, hai buổi trưa mình về mình không có đây mình không biết nha. Rồi chiều mình qua là một chiếc khách nổ máy chạy về nhà. Rồi chiều nữa là bạn Duy thông báo với mình là chốt lúc 4 xe. 3 chiếc quay 125, 1 chiếc quay 110. Là bao nhiêu xe rồi các bạn? Tối lại mình với Hiên là chốt 7 xe, trong đó có 5 xe là quay Thái rồi. 5 xe quay Thái. Thì các bạn thấy là bao nhiêu xe trong một ngày hôm qua, ngày 10 tháng 10. Và tiếp tục tối nay mình sẽ có buổi livestream nữa. Clip mình này mình sẽ cố gắng đăng liền bây giờ luôn và sẽ lên sóng vào 5 giờ chiều đi ha. Để các bạn chờ đón, các bạn xem luôn nha. Tối nay livestream thì tất nhiên là sẽ lại có sale giá nữa ha. Sẽ có sale giá nữa trong buổi livestream, rồi tặng quà, tặng kính kiển và những cái mini game. Bây giờ là click Thái nha ha. Click Thái nè các bạn. Khách lại tiếp tục chốt click Thái. Về xe nhập là cửa hàng Mai Duyên tự tin là cạnh tranh số lượng trên toàn quốc, cạnh tranh giá trên toàn quốc. Sáng nay thì mình bận, mình không có qua cửa hàng được. Chiều nay giờ này là 3 giờ rồi, mình mới qua ha. Thì các bạn thấy đó, khách vẫn tiếp tục đông. Nào các bạn, theo chân mình vào trong kho xe quay Thái nha. Các bạn biết không, từ khắp toàn quốc mua xe anh mình. Vì lẽ đó mà lượng xe bán ra mỗi ngày rất là nhiều, thì bên mình cũng phải mang về liên tục mới đủ phục vụ cho các bạn.
Các bạn ơi nhớ nha, đón xem vào tối nay nha, buổi live stream tối nay nha. Sẽ tiếp tục có sale giá nữa. Quay 110, quay 125. Cái trọng tâm ở đây là quay 125 nè các bạn. Hôm rồi khách mua quá trời mua luôn, sức hút phải nói là vô cùng lớn. Đó phía sau đó các bạn ha. Còn về giá bán thì mình luôn cam kết là giá chính xác. Và mình nói luôn thế này, một khi khách đã đến cửa hàng mua xe thì chắc chắn là từ cái giá của mình cho đến thấp hơn, không bao giờ khách bị mà hét giá cao hơn mình báo. Nó là như vậy. Vì lẽ đó mình muốn lan tỏa cái thông tin này. Chắc chắn rồi, một khi khách đã đến đây mua xe rồi mà về á, mà chòm xóm láng giềng bà con có hỏi là phải chỉ đến đây ngay. Tại vì giá quá tốt. Mình báo giá như chiếc này hiện tại là 78.9, nhưng mà khách ơi, khách đến đây mua không bao giờ có cái giá này đâu, từ bằng tới rẻ hơn. Mình chắc chắn thế. Cho nên là khách mới thích và các bạn mới yêu mến cửa hàng Mai Duyên nhiều như vậy và mua xe nhiều như vậy ha. Mình cam kết nè, giá phải chính xác. Cho dù không chính xác á, là nó sẽ có cái chiều hướng là thấp hơn giá mình báo, chứ không bao giờ cao hơn nha. Các bạn nhớ cái điều đó ha. Nè, khách cọc nè, Bạch Mai chốt nè, đó Bạch Mai đó các bạn ha. Rồi, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video đây đi. Up lên sớm để các bạn nhớ đón theo dõi nha. Từ 5 giờ mình up video này lên, rồi 5 giờ mình sẽ live stream. Tiếp tục mình với bạn Hiền nữa nha. Sẽ có những cái mini game và sale giá khủng ở trong cái live stream này. Không riêng dòng quay thái đâu các bạn, nhiều dòng xe khác nữa ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc, hỗ trợ bán trả góp luôn. Chào các bạn.